Mẫn ơi, em có tiền không cho anh mượn vài trăm đi. Anh bị điên hả? Anh cũng biết câu trả lời nên hỏi làm cái gì? Hỏi sẽ giao thôi mày. Biết đâu bất ngờ. Để làm sao đây? Không mà Yumi giận mình nữa. Yumi lại mới vòi vĩnh anh cái gì nữa đúng không? Không có, không có. Thôi anh đừng có xạo. Anh em với nhau bao nhiêu năm rồi em lẽ không biết. Trước đây anh rất là nhiều tiền. Mà bây giờ anh phải quay mượn tiền em anh coi được không? Tiền đó anh đem đi mua vàng hết rồi. Vậy thì anh bán vàng ra anh lấy tiền đó anh xài đi. Tao nói cho mày vui vậy thôi chứ tao còn cái vàng là tao chích liền á. Những cái vàng của anh đâu hết rồi. Tao bán tao mời Yumi ăn hết rồi. Đúng là đồ dạy gái. Đúng để dạy trai. Thề với mày luôn á, thằng Long không ăn cây nào ở chỗ hết á. Nè, có tiền không? Dạ. Cho mày mượn 900 thôi. Cho chẳng 1 triệu. Mà còn 100 à. Mượn 900 là sao? Mẹ mượn mà bé đó, bạn mẹ 1 triệu, mẹ lại không có xài. Thì tự nhiên đột xuất bà qua bà đòi gì không còn. Cho mày mượn. Bởi vậy mẹ hay mượn tiền người ta làm chi vậy? Mẹ thiệt tình luôn á. Đi lẹ, đứa lẹ đi, chứ mẹ đưa 900 cho mẹ mượn đi. Mẹ biết tại sao suốt ngày con chỉ ở nhà không không? Thôi thôi thôi, tôi hiểu rồi. Trời ơi, tôi vô mượn tiền, ông nói cái giọng đó, có khi ông mượn ngược lại tôi nữa. Trả đang cặp cho tôi. Thôi mượn đi, còn con muốn trả lại cho. Trời đất ơi mẹ. Chỉ uống cà phê không có tiền. Tiền hả? Trời ơi, ở đâu ra quách cho tiền luôn. Cảm ơn ông Tần Tài. Cảm ơn ông Địa, ông Tần Tài. Mẹ kia xuống cơm kìa. Tiền của em mà. Ở đâu ra? Tiền anh lụm được là tiền của anh mà, mắc cười à. Trả đi, đi ra. Trả đi. Tiền của anh. Trả đi. Tiền của nhóm tôi vô tôi lép mà. Tiền của tao. Trả đi. Tiền của tao. Tôi lụm được cho một trái mắc cười à. Tiền của tao mà mày làm gì? Anh lớn rồi đừng dành với em vậy hả? Tiền của con, con lượm được trong phòng sách tự nhiên nó của nó à? Của con ba phải của anh đâu? Rồi ba biết rồi con trai à. Có mấy đồng bạc lẻ mà hai anh em la sùm nhất cái đầu kinh khủng. Có mấy đồng 500 bạc lẻ mà nó nói vậy nè ba. Ba nhìn đi. Cái gì? Mấy triệu bạc? Của con. Trong phòng sách. Tiền của ba. Cái gì vậy? Không phải đâu. Làm gì tiền của ba? Cái gì vậy má? Nè. Tiền của con mà anh hai em lấy nè nội. Trời ơi, con lượm được tiền trong phòng sách đó. Khoan, cái gì? Tiền trong phòng sách? Đúng rồi, của con. Mấy triệu lận. Mấy triệu hả? Đúng rồi. Tiền của bà nội. Tiền trong phòng sách. Tiền trong phòng sách là tiền của con. Con ơi, tiền của mẹ đó con à, trả cho mẹ đi. Thôi mà mẹ ơi, có ai hiểu mẹ bằng con. Tiền của anh nè em. Con có đó, tiền con mẹ. Cái gì vậy? Yên con làm gì vậy? Của con. Mày làm gì có? Hả? Mày làm gì có tiền? Mày làm gì có tiền? Im mẹ lặng. Cũng làm gì có tiền? Im lặng. Bây giờ từng người phải giải bài tại sao số tiền này của mỗi người nha. Oan, oan. Sao oan? Tiền đó của anh. Thì bây giờ anh giải bài đi, anh là người đầu tiên. Ủa em, oan nữa. Tại sao? Có ai đi giải bài số tiền của mình kiếm ra không? Nếu vậy thì đây không phải là số tiền của anh. Đó là tiền của anh. Lý do? Đó là tiền hợp nhóm bạn học cũ của anh. Anh hợp tiền quỷ đó. Hùng vô, xong rồi anh cất vô trong cuốn sách này nè, anh quên mất tiêu luôn. Đến lúc mà đi ra ngoài hợp, anh không có tiền. Không để quên tiền này ở nhà, mà lấy cái tiền túi của anh nè. Anh bù vô. Vậy thì số tiền mà nhóm của anh là bao nhiêu? 2 triệu. Vậy thì đây chắc chắn không phải là tiền của nhóm anh. Tại cái này hơn 2 triệu. 2 triệu mấy á? Hơn cái máy của anh. 2 triệu mấy? Con tiền đó là tiền của mẹ, tin mẹ đi con. Ok, bây giờ tới mẹ. Ừ. Con biết không, cái số tiền này là của bà Tám Gai. Mẹ cho bà mượn rồi bà trả cho mẹ. Rồi mẹ cất lâu quá mẹ quên đó con. Mẹ cất vô đâu? Mẹ cất vô quyển sách đó. Tại sao mẹ cất vô sách? Con cũng biết mà, ba con mà biết mẹ cho ai mượn tiền là ông chửi mẹ đó. Mẹ nói cuốn sách này đó hả? Ừ. Chuyện này xảy ra bao lâu rồi mẹ? Ừ, cũng cả năm nay rồi con.
Vậy thì đây cũng không phải là tiền của mẹ đâu. Ủa sao vậy? Tại vì cuốn sách này mới xuất bản nửa 6 tháng thôi. Cỡ 6 tháng à. Tại vì mẹ già, mẹ lú lẫn, mẹ quên. Tiền cũng như là tiền của mẹ. Trời ơi, quên thì quên tới 1 năm lận. Con của mẹ ơi. Con cũng không tin mẹ luôn. Trời đất ơi, tại sao vậy? Dâu con mà không tin mẹ chồng là sao vậy? Con ngày hôm nay con sẽ nói thiệt với mẹ luôn. Ừ. Số tiền này không phải là của con. Mày không phải của mày, mày nói chi? Không phải gì, tại sao mày rồi? Nhưng em mà là lặng. Con lụm được. Và nếu trong gia đình này không ai chứng minh được số tiền này là của người đó thì nó phải thuộc về con, đúng mẹ. Mày đừng có xạo, mày đừng có xạo, mày lấy cái gì mà lại tất cả im lặng. Anh phải nói mà nói không á. Minh, ý con nói là mọi người ở đây không ai là chủ nhân của số tiền này hết. Dạ đúng rồi mẹ. Con nói cũng có lý. Mẹ sẽ xác minh lại với ông nội và chú Phúc và tất cả mọi người ở đây, nếu không ai là chủ nhân của nó thì số tiền này của mình. Con thì sao? Tại sao con ai tin con hết vậy? Chứ là tiền của con mà. Đúng à, từ trước đến nay con không bao giờ trung thực cho nên mẹ sẽ không tin con. Con nói thiệt, đó là tiền của con, tiền mồ hôi nước mắt của con đó mẹ. Con phải cút thôi, trốn học để con đi làm thêm, con kiếm tiền đó mẹ. Mà đó là tiền của em mà, sao anh quýnh em? Vì cái chuyện tiền bạc thôi mà con dám tự nhận mày là thằng trốn học, thằng cúp cua hả? Con trốn học hay không? Dạ không. Đó, thấy chưa? Riêng cái chuyện cúp cua là mẹ chắc chắn có. Nhưng mà không phải đi làm thêm kiếm tiền mà là đếm lộn, đúng không? Hả? Tiền của con thiệt mà. Nói chung cái số tiền này tôi sẽ xác minh lại. Ủa sao cần xác minh nữa em? Tiền của anh mà em xác minh cái gì? Dâu ơi dâu, tiền đó là tiền của mẹ mà, trả mẹ đi. Con tin mẹ đi dâu. Mẹ à, không tin mẹ là đúng rồi. Con là chồng, người đầu ấp tay gối nè mà còn không tin con kìa. Chồng thì là cái gì chứ? Ba có từ trong bụng mẹ chui ra như con không? Tôi từ trong bụng chui ra mẹ còn không tin con nữa nè. Nhưng mà đó là tiền của con, bây giờ kêu con chui vô lại cũng được nữa. Mày định lấy gì vậy? Oan hả mày? Nếu từ đầu con lấy tiền con đưa cho ba, có chuyện này không? Có chuyện nồi da sáu thịt không? Cũng do con không à? Giết chết. Alo. Hả? Tiền trong cuốn sách hả? Ok. Có phải của chú không? À. Thiệt hả? Rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn chú. Cái gì? Tại sao là của thằng Phúc được? Của mẹ mà. Mọi người có thể bình tĩnh không? Chú Phúc nói đây không phải là tiền của chú Phúc. Ủa, chú Phúc không, chú Phúc không có. Mà dám đổ thừa chú Phúc. Xạo hả? Anh là cái người chửi chú Phúc nhiều nhất á. Không hiểu gì luôn á ba. Vậy hả ba? Dạ. Dạ con hiểu rồi. Dạ cảm ơn ba. Sao em? Sao rồi? Sao em? Ba con nói sao? Ba nói tiền này cũng không phải của ba. Yeah. Tiền của mẹ mà. Mẹ con nói đúng không? Ba tiền kẹp trong người ba giữ còn không xong, đừng huống hồ kia bỏ trong sách. Trời ơi. Gọi điện thoại cho ai bây nữa vậy? Bây giờ tiền ai nữa nè? Khoan đi. Trong nhà mình còn thành viên nữa mà. Đừng nói tiền này là của cu bo nha. Bậy, cu bo nó nhỏ không mẹ, nó em tiền sữa nó mẹ. Alo. Kim Chi hả? Có chuyện gì vậy chị? À, chị muốn hỏi em một chuyện đó mà. Ờ, dạ, chuyện gì vậy chị? Em có kẹp tiền ở trong cuốn sách ở nhà mình không? Hả? Kẹp tiền vô sách hả? Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Đưa tiền này ba cho em cho anh với. Tiền gì? Ba có đưa tiền gì cho em đâu. Giỡn hoài, anh thấy ba đưa cho em. Vợ chồng phải công bằng chứ được chứ. Ai nói với anh là ba đưa cho em? Ba có đưa cho em cái gì đâu. Giỡn sao luôn. Ê, nè, không có. Nó không có mà, anh thì không có mà. Đừng coi, phải chia đều mới công bằng chứ. Nè, có những cái bầu, nè. Dạ có. Hồi đó lúc còn ở chung em có kẹp tiền vô sách mà quên mất.
Em kẹp bao nhiêu? Hình như là 3 triệu. À, vậy thì đây là tiền của em rồi. Dạ mà có chuyện gì vậy chị? Tại vì ở nhà tìm ra được số tiền khoảng 3 triệu ở trong cuốn sách mà không biết là của ai. Bây giờ chính xác là của em thì chị kêu mấy đứa nhỏ đem qua cho em nha. Dạ thôi. Với tình hình hiện giờ thì em nghĩ em không có nên nhận số tiền đó. Em nói gì vậy thì tiền em phải giữ lại chứ. Dạ, vậy em cảm ơn chị nha. Hôm nay ngày gì mà tự nhiên hên quá vậy ta. Cuma ơi, mẹ sắp có tiền mua sữa cho con rồi nè. Cuma ơi, mẹ sắp có tiền mua sữa cho con rồi nè. Mẹ ơi, tiền này của Kim Chi á mẹ. Ôi là không ai tin con hết, đây là tiền của con mà. Tự nhiên mẹ gọi cho Kim Chi chứ biết nữa mà là con nhận đi số tiền đó rồi. Im lặng hết đi, bây giờ số tiền này đã có chủ nhân rồi, không bàn cãi nữa, ok? No, ok. Ok. Dạ, chị chào Tiếp. Dạ, con qua đây con đưa tiền rồi Thiếm. Thiếm cảm ơn con nha, phiền con mang qua tới bên đây cho Thiếm. Dạ, không có chi đâu. Giờ con phải đi về con học bài rồi, thôi con chào Thiếm con đi. Ừ, đi về cẩn thận nha. Dạ. Cô bơ ơi, mẹ con mình trúng mánh rồi. Đẹp không? Đẹp à? Ê, rớt đĩa. Ủa? Anh lấy tiền ở đâu mà đi mua mấy cái máy game đó vậy? Nè, em cất tiền cất kỹ chút nha, đừng có kẹt mấy cuốn sách. Gì? Anh đừng nói là anh lấy hết tiền để dành của em kẹp trong cuốn sách nha. Bất ngờ không? Bất ngờ với hồng anh đó, trả tiền lại cho em lên. Dạ. Trả tiền lại. Em đánh chồng vậy đó hả? Đem mấy cái điện này trả đi, trả tiền lại cho em. Dạ. Thôi tiêu rồi. Cái này đâu phải là tiền của mình đâu ta. Hả? Em nói vậy là sao? Tiền không phải của em thì của ai nữa? Là sao? Thì tiền em giấu trong cuốn sách, làm sao chú Phúc biết được? Chắc là chú Phúc nói giỡn với em á. Ừ, thôi tiền của em đó em cứ giữ đi nha, không bàn cãi nữa. Ừ vậy nha, bye bye cưng. Trời ơi, con nói đó là tiền của con, mỗi ai tin con ít đó. Ba vậy ba có tin con không? Không. Ôi, ba là người thương con nhất mà ba cũng không tin con á ba. Thôi mà bớt diễn sâu lại đi. Trời ơi, mày diễn sâu hơn bà nội mày nữa, lộ mặt hết trơn rồi. Có diễn sâu gì đâu, mỗi nhà không ai tin con hết á. Khóc đi, khóc một hồi là ăn hết dĩa nho rồi khỏi ăn luôn á. Thấy không, khóc thì khóc, ăn thì ăn mà kêu người ta tin. Xạo hả mày? Ba có mời gọi con hoài à. Ừ. Cảm ơn ba. Trời ơi, sao ba tin tôi vậy trời? Ừ, chỗ này làm cực thiệt. Nhưng mà được cái tiền rất là nhiều. Ta đang ráng để gom tiền mua xe mô tô cũ nè. Sao? Mẹ của tao hả? Bà không có biết đâu. Tao trốn học đi làm thêm mà. Sao cho bà biết được? Thự, dĩ nhiên rồi, bà biết là tao no đồ luôn á. Còn gì nữa. Ừ vậy nha. Ủa, con định đâu hả? Dạ, đi nha mẹ. À, nè. Mở. Trời đất ơi. Cái thằng quỷ này. Bề bộn dễ sợ. Không có ngăn nắp một chút xíu nè. Coi nè, người ta ngăn nắp hết chưa? Thiệt tình. Sách mà để lên cái giường như vậy. Ây.
không có đọc nữa, anh bán bớt giùm em đi, để lung tung hết trơn à. Để em coi. Mấy cuốn sách đâu hết trơn rồi? Tiền, tiền của mình. Ba ơi, mẹ ơi, anh hai ơi, ông bà nội ơi, tiền, tiền cả nhà ơi. Cái gì mà kêu nguyên dòng họ ấm lên hết vậy? Mẹ, mẹ, mẹ có thấy cái cuốn sách của con mẹ? Để tùm lum tùm la hết trơn trời. Bán dây dây hết rồi. Cái gì? Trời ơi, tiền của con, trời ơi, tiền của tôi mua công sức của tôi mà. Trời ơi, ba ơi, mẹ ơi, ba ơi, mẹ ơi, mà nội anh ai ơi, dòng họ ơi. Mày mà còn kêu dòng họ nữa, tao quýnh mày nghe mày. Ôi, mày sao ba?